hôm nay muốn trình bày mọi người một cái gọi là experiment, một cái thí nghiệm thì chính xác hơn là một cái mô hình. Thực ra là cách đây 5 năm mà khi FPT mà Đại học FPT quyết định thành lập cái triển khai thế hệ từ xa thì chúng tôi bàn rất nhiều là làm thế nào, có cái gì nó khác biệt. Thì may mắn là tôi thì ở đây có anh Tùng, anh Minh ở đấy còn đang làm ở Đại học FPT, chúng tôi được đi thăm hai cái trường mà tôi nghĩ rằng đối với tôi nó cực kỳ ấn tượng. Một là trường nó gọi là International University of Laureate. Cái trường ấy chúng ta rất không nghe thấy bao giờ, nhưng mà nó thành lập có 11 năm mà nó có 800.000 sinh viên và nó vận hành không khác gì một cỗ máy. Tức là khi mà tôi anh Tùng đến xem thì nó thậm chí là còn hiệu quả hơn các công ty rất là nhiều. Và nó thực sự nó đưa ra một cái mô hình, một cái các trường đại học bây giờ mình gọi là đấy, số hóa. Thực ra thì cái mô hình rồi sau đó thì số hóa nó mới dễ, chứ còn mô hình nó không đúng thì tất nhiên số hóa nó sẽ nghĩa là phải trường Laureate. Thì rất tiếc chúng tôi cũng muốn tìm một cách để tham gia vào, nhưng mà nó đặt ra một số điều kiện về tài chính là cũng được. Sau đó thì tôi với anh Minh ở đây cũng đi sang thăm một cái trường rất nổi tiếng ở Mỹ, là trường Phoenix, mà thầy cũng biết là trường đại học nổi tiếng Mỹ về online, cái số lượng sinh viên rất lớn, mỗi năm tuyển độ 200-300 ngàn sinh viên. Và riêng cái cơ sở nền công nghệ thông tin của nó thì cái data center nó chắc là còn to hơn Amazon. Tôi là trong thì vô cùng ấn tượng. Và những cái cách mà họ làm bài giảng, cách họ phân bổ giữa online, offline như thế nào, rồi họ theo dõi attitude của sinh viên ra làm sao, rồi họ để đối phó các vấn đề về mặt gọi là chính sách, bởi vì Mỹ cũng kiểm soát chẳng khác gì cả, thậm chí còn hơn. Thì sau khi đi xem về thăm thì chúng tôi cũng một mặt là rất hứng khởi, bởi vì như vậy là có rất nhiều cái mô hình mới. Nhưng trước đây thì mình đi thăm toàn Stanford mới lại Harvard thì thấy nó cổ điển, thì thấy là bế tắc vì không theo được. Vì những trường đấy nó toàn thế kỷ 19, tức là nó truyền thống lâu đời, không theo được. Ngay cái trường chúng tôi học bên Nga, là trường Đại học Tổng hợp Moscow thì mình cũng không theo được, vì nó quá truyền thống. Nó bày dày, nó tích lũy rồi, nên là những cái trường này rất mới. Và trong Laureate thành lập năm 2001, còn Phoenix thành lập năm 1986. Và các bạn đã làm được kỹ thuật, nói thực sự là mặt thay đổi hẳn cái concept của quản trị. Nhưng bây giờ, thời điểm đấy là 2015, chúng ta bắt đầu, chúng ta cũng không thể đi theo được. Chúng ta phải nghĩ ra cái gì mới. Thì bọn tôi khi mà thành lập Đại học MIT thì biết là cương lĩnh. Tức là biết rằng là cương lĩnh là chúng ta mơ ước cái gì. Thực ra anh Tùng chắc bút là chính, rồi cùng với anh Bình, hai người viết ra là mơ ước được cứ bao nhiêu viết đấy. Còn sau này làm được bao nhiêu tính sau. Thì trong đấy có hai cái yếu tố cực kỳ quan trọng, là một là dạy cho học sinh tự học, tức là khi nào mà học sinh không cần trường nữa thì coi như là mình thành công tự học. Và thứ hai là học sinh, mỗi học sinh sẽ có ít nhất là một mentor, tức là có một, không phải thầy mà là một ông anh ở trong nghề, tức là ngành công nghệ thông tin thì có một ông anh ở trong ngành công nghệ thông tin, rồi là tức là luôn luôn, tức là ông luôn luôn có một cái người nào đó ở trong này. Thì hai cái yếu tố đấy thì cho đến thời điểm đó thì Đại học Thêm vẫn chưa làm được, vì thực sự là rất khó, bởi vì cái mô hình truyền thống ấy cũng làm được. Chúng tôi quyết định là thực hiện một cái mô hình để có thể thử nghiệm được hai cái điểm mà chúng tôi mong muốn từ trước chưa làm được, mà công nghệ là phải dựa lên hoàn toàn những gì đã có sẵn. Chúng ta không chế được một cái công nghệ mới nữa, không sử dụng bất cứ hệ thống công nghệ thông tin nào mới. Thì đấy là đặt tên cái trường đấy là Phoenix, F-U-N-I-X, thì FPT University X thì chỉ có một cái ý nghĩa là một cái dự án đặc biệt. Ví dụ như là Harvard mà nó lập ra một cái dự án nó gọi là Harvard X, nên thêm một cái X thì có là một cái dự án đặc biệt của trường đại học FPT, nhưng mà nghe thì nó cũng rất là nguy hiểm. Mọi người nghe thì cũng bảo không biết cái trường cái này nghĩa là gì, nghĩa thế nào cũng được. À, gọi là phân là buồn cười, là hai đích chính là sao để dạy cho sinh viên cách tự học và làm sao kết nối sinh viên với lại ngành công nghiệp ngay từ ngày đầu tiên, chứ không phải là đợi đến lúc ra trường hoặc đi OJT. Thì FPT cũng đã có một kỳ để đi học những cái bên trường này, làm sao để ngay ngày đầu tiên đã phải nói chuyện với chuyên gia ngành công nghiệp rồi. Thì chúng tôi là tên nó như vậy, là gọi là Phoenix Way, là cách học như vậy. Thì nó cũng sẽ giới thiệu mục tiêu hôm nay là để giải thích mọi người một chút cái đấy là gì, cái này như thế nào, lắm đâu.
mũi tên này. Rồi. Đấy thì nó so sánh một chút các trường truyền thống, trường online và Phoenix thì mọi người thấy là có mấy học liệu. Thì trường truyền thống là sách là tư liệu, thầy giáo là chính, và kiểm kiểm kỷ luật thì là thầy giáo cùng điểm danh là cơ sở vật chất. Trường lớp thì trường online chuẩn thì có học liệu, nó là online, cũng có thầy giáo. Như điểm Phoenix là nó có thầy giáo bình thường, rất nhiều lớp nó synchronous. Và cái việc mà attendance là không phải là yếu tố quan trọng đối với online. Online thì là không phải là không đếm. Và cuối cùng là cái thay đổi cơ sở vật chất, nhưng mà nãy thì Sơn nói thì không phải trường lớp, đã có hệ thống là LMS, tức là Learning Management System. Thì Phoenix có hai cái thay đổi. Đây, một là MOOC, tức là chúng ta tận dụng gần như 100% là những cái bài giảng là trên mạng. Và vì thế có thể nói là tôi không có giáo viên. Tức là ai mà đã làm được lecture mà để lên trên mạng thì tôi dùng hết. Thì dùng cái kho đã có rồi kho. Thì khi mà đi khai thác cái MOC này thì thấy rồi, trước đây thì mình nghĩ chỉ có Coursera thôi. Thì mình biết mọi cái đấy, nhưng nên khi thác thì thấy nó rất nhiều. Tôi nghĩ là trên mạng bây giờ nó phải có hàng trăm cái platform để cung cấp cái MOC này, và nó phải có vài trăm ngàn course. Tôi đã đi gọi là thách đố với mấy ông thầy giáo là xem tìm cái khóa nào mà nó không có. Thì chúng tôi cho nên là chưa tìm được những cái môn nào mà nó không có. Thì là môn nào nó có sẵn, tất nhiên nó có một điểm nó bằng tiếng Anh đấy. Thường nó chúng tôi chỉ còn có sẵn là một môn khoa học thì nó có hết, chẳng thiếu môn nào. Lịch sử thì chúng tôi quyết định dùng cái đấy để cho nó, và để mà giải quyết vấn đề mà tất cả các khóa đấy bằng tiếng Anh, mà các em không học tiếng Anh thì mình giải quyết rất đơn giản là mình làm subtitle, tức là mình phụ đề, giống hệt như là đi xem phim Mỹ. Đấy, thì các em đi, mình dịch hết ra bằng tiếng Việt. Nhưng mà dịch thì dịch tay, tôi không dịch máy, bởi vì trong khi dịch thì cái thuật ngữ đó mình sẽ không dịch. Bởi vì thuật ngữ thì để nguyên, để các em có thể sau này có thể tra cứu được. Chứ để dịch cái tiếng Việt xong này chích chết không tra cứu được, nên là để nguyên. Các học sinh viên thì có quyền là turn on, tức là thích để tiếng Anh được mà không chuyển sang tiếng Việt cũng được. Thì đa phần khuyến khích em là nên để nguyên tiếng Anh, cũng là bí quá chuyển sang tiếng Việt. Bởi vì tiếng Việt nhiều khi sẽ khó hiểu hơn tiếng Anh. Rồi, và thay hoàn toàn thầy giáo bằng khái niệm gọi là mentor. Mentor này thì chính là những cái người trong ngành công nghiệp, tức là những người đang đi làm. Đơn giản là những người đang có kinh nghiệm cùng một ngành nghề đấy. Chúng tôi cái ngành đang thử nghiệm mỗi một ngành, thứ nhất là ngành software engineering, tức là ngành công nghệ phần mềm, tức là những cái người đang học cái đang ngành làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm ở trong các công ty. Và thay vì được duy trì kỷ luật thì chúng tôi dùng một cái khái niệm, một cái người là chăm sóc, người thì bây giờ ở bên các doanh nghiệp thì gọi là chăm sóc khách hàng. Chúng tôi thì gọi là HANA, tức chúng tôi gọi là dỗ viên, tức là thay vì dạy thì dỗ. Dỗ các em học. Thì vì sao các em đi học, tự học thì nó có một điểm rất là yếu là nó không tập trung. Khi mà mình tự học thì lập tức là rất nhiều cái khi vào lớp các em tự nhiên là không quanh cái không gian nó bị đóng lại rồi. Khi mình tự học, mình ngồi ở nhà, ngồi ở quán, ngồi bất cứ đâu ấy thì rất nhiều cái quyến rũ, cái distraction, và thường chúng ta sẽ chán. Thì cái đội này chúng ta đặt tên là HANA. Đặt tên như vậy. Tên HANA này thì theo một cái lấy tên theo một cái nữ phát thanh viên rất nổi tiếng tại nước Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Chị Dỗ, Trần Dỗ Linh. Nhưng mà thì cái đội ngũ này thì là đội ngũ này là đội ngũ hoàn toàn mới, và chúng tôi đang tí nữa sẽ trình bày tiếp là họ phải làm những việc gì. Còn cơ sở vật chất thì chúng tôi dùng ngay một cái hệ thống LMS, thì tất nhiên cũng chia sẻ với các thầy luôn. Thì Learning Management có rất nhiều, và chúng tôi sử dụng cái miễn phí, tức là nó gọi là OpenEDX. Đấy, thì cũng khuyến khích các trường, mà tất nhiên các trường hay mua thích mua Blackboard, nhưng mà tốn tiền. Bởi vì các trường dùng cái này là quá tốt rồi. Bởi vì là thầy Sơn đã đầu tư vào công nghệ rủi ro hơn đầu tư vào bất động sản rất nhiều. Xây một tòa nhà 80 tỷ nhưng mà nó không mất, thì kiểu gì cũng dùng được. 10 năm nữa, 50 năm nữa vẫn dùng được. Chứ đầu tư 20 tỷ công nghệ, 3 năm sau có thể vứt đi. Đây là một, đây khi tất nói cái thầy, khi đầu tư công nghệ là cực kỳ rủi ro. Nó là không dùng được. Chứ đừng nói chuyện lên nhà thì nói thế, thì kiểu gì cũng dùng được, không
dậy thì ở. Thì cái này thì chúng tôi vì đang là thử nghiệm nên chúng tôi quyết định là sử dụng một cái miễn phí. Nó cũng cho phép mình customize rồi theo dõi được cơ bản, tôi thấy hoàn toàn tầm ạ. Theo dõi được học hành thi cử thế nào từng em một. Thì khi mà đi tìm công cụ cho cái việc này thì tôi mới phát hiện ra rằng là những cái công cụ để mà chúng ta làm cái trường đại học số ấy, nó có sẵn đấy. Chứ không, tôi không phải chế cái gì cả. Nó có loại miễn phí, có loại có tốn tiền, có loại tốn rất nhiều tiền. Tức là cái dài của nó đủ rộng. Thật ra cái quyết định rất khó là chọn cái nào, chứ không phải là quyết định là hôm trước hôm qua tôi nói chuyện với cái thầy ở bên trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức đấy không? Em nghĩ rằng là các thầy đi làm này tốn kém lắm. Tốt hết là chúng ta phải thử xem, kiểu như mới học lái xe thì kiếm con xe vớ vẩn chạy đã. Nó cũng giống nhau hết mà. Mình quen rồi sau này mình dùng cái khác nó rất là hiệu quả. Thì đấy là cái những cái gọi là những nguyên tắc chính của cái Phoenix là như vậy. Tức là cái toàn bộ curriculum ấy thì chúng tôi bởi vì là bên trường, bên bộ chưa cho phép là học online nên là đại khái chưa có quy định là rõ ràng cả. Nên mà cái curriculum là do bên thầy Tùng quyết định. Vì thầy Tùng sẽ ký bằng, không phải chúng tôi ký. Đấy. Nhưng mà cái giáo trình là hoàn toàn dùng MOC hết. Nên là lúc đấy thì chúng ta, các thầy cô có tham gia một số các phần trong đó, đặc biệt là phần gọi là làm assignment và thi, cái đấy rất là quan trọng. Thứ hai nữa là thầy dạy cho thầy giáo là mentor. Mentor là những người sẽ giúp đỡ sinh viên học thế này, còn Anna là những người dỗ. Mentor là những người đại khái là tôi đại khái này khi mà cho các em học online ấy, thì bí thì hỏi. Đấy, cứ gặp vướng mắc thì hỏi, là hỏi cũng online hết. Thế đây. Vì mentor là online nên thực sự là không hề có giới hạn gì cả. Là chúng tôi đã cam kết với sinh viên rằng là bất cứ lúc nào sinh viên hỏi cũng có ít nhất là 3 người sẵn sàng trả lời. Thì sinh viên có lựa chọn là ai sẽ trả lời câu hỏi đấy. Thì mỗi một cái phiên mà gọi chúng tôi là mentoring như vậy thì chúng tôi hạn chế là một cái phiên đấy không quá 10 phút. Bởi vì là chúng tôi ngăn cản không muốn các em làm bài, tức là hỏi nghĩ kỹ, hỏi xong tập trung 10 phút phải trả lời được. Nhưng mà nếu 10 phút không trả lời được thì các em có quyền mở rộng, gia hạn thêm mà tối đa cũng chỉ được 5 lần nữa thôi. Như vậy là cái phiên của mentoring thì không vượt quá 1 tiếng, tối thiểu là 10 phút và không vượt quá 1 tiếng. Và người mentor được trả tiền dựa trên cái thời gian mà anh ấy bỏ ra để mentor cho sinh viên. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của cái buổi mentoring đấy, mặc dù mình sẽ ghi lại, mình record hết lại. Mình xong một buổi mentor đấy chỉ đánh giá, yêu cầu có hai việc thôi. Một là sinh viên đánh giá là cái buổi đấy có hiệu quả không, tức là chúng tôi dùng cái chữ là có helpful không, tức là sinh viên thấy có ích cho mình không. Còn mentor thì sẽ đánh giá là thằng này, nó gọi là thằng gọi là good question, thằng này hỏi hay. Tức là chúng tôi cho rằng cái người mà học giỏi là người biết hỏi hay. Đấy. Thì như này cái người mà thầy chỉ thống kê đây là một loạt các môn. Đấy, ví dụ cái tên các môn, ví dụ là lab này, computer science, introduction này, programming này. Thì các thấy là trong một môn học như vậy có bao nhiêu mentor đang sẵn sàng. Thực ra bây giờ thì ví dụ như là môn này chúng tôi có 113 mentor đang sẵn sàng, thực sự có 20 mentor sử dụng hàng ngày, chứ để đi được thực ra là vẫn đang ít sinh viên quá. Hiện tại tổng số mentor của Phoenix khoảng độ hơn 2.000, mà sinh viên thì hiện tại mà đang học thực tế còn có hơn có 1.500, thực ra là một mentor ngồi chơi là chính thì không có hỏi cả. Nhưng mà khi mà nó mô hình nó hoạt động ý, thì thực ra scale lên rất dễ, tức là mentor thì cũng ở khắp nơi trên thế giới. Các anh em Việt Nam ấy, đặc biệt các anh em ở nước ngoài, các anh em Việt Nam rất thích cái này thì các em ấy rất muốn được tham gia vào quá trình đào tạo ở Việt Nam, nhưng mà các em ở nước ngoài không là cách nào tham gia được thì các em ấy sẵn sàng làm mentor. Thì nó bổ ích là nó lệch múi giờ ấy, thì những em nào học đêm nữa thì rất là phù hợp với công mentor mà ngồi Mỹ kiểu với mentor rất là. Bởi vì chúng tôi cam kết 24/7, tức là sinh viên có thể hỏi bất cứ lúc nào. Là sinh viên có thể hỏi lúc nửa đêm hoặc lúc sáng, hoặc lúc nào cả. Như vậy này. Ngoài ra mentor còn tham gia vào một loạt các vấn đề công đoạn đánh giá.
và đây là thi và xây dựng các bài tập. Cái này thì cũng không, hiện tại thì chúng tôi cũng đang bị thử nghiệm nên chưa đạt được tiêu chuẩn, thì cho nên giờ tiêu chuẩn duy nhất là phải có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm làm việc. Đấy, tất nhiên là tốt nghiệp đại học thì đương nhiên rồi, nhưng mà không phải có kinh nghiệm làm việc. Mà cho tôi xem CV em đã từng làm ở đâu, như thế nào. Thì cái mentor mà kết nối với sinh viên thì thông qua Messenger, tức là ngay Facebook Messenger thì chúng tôi không dùng thêm một tool tiếp gì cả, vì cho rằng là cái này cài thêm lên là rất mất thời giờ. Đâm ra là Messenger thì hầu như là ai cũng có rồi. Đâm ra coi như là sinh viên có, mentor cũng có. Mentor được khuyến khích là giải đáp dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm của bản thân. Tức là ông nghĩ thế nào ông nói thế đấy, chứ không dựa vào cái giáo trình. Tức là mentor có thể mâu thuẫn với giáo trình. Thì đây là một ví dụ mà chúng tôi lấy ví dụ là sinh viên hỏi thì bảo anh ơi em nản quá rồi, thì mentor bảo ui trời anh đang nản. Thực ra những cái câu trả lời như thế này về mặt pedagogy là cực kỳ gọi là tốt. Nó làm cho sinh viên tự tin hơn rất nhiều. Chứ khi sinh viên đang bảo đang chán, ông mentor xong vào quát mắng thì nó lại chán hơn. Ông mentor đồng cảm. Thế là cái đang học nên nản thì là chuyện rất bình thường. Cái người mentor mà nếu mà thực sự là hiểu biết như này nên anh Sơn nói là chia sẻ. Tức là ông có thế nào chia sẻ thế đấy. Vì đây là chúng ta làm một một nên mentor không phải giả vờ cái gì, không phải giả vờ là không biết. Khi mà anh gặp câu hỏi mà sinh viên không biết thì đơn nhất anh trả lời là không biết. Thì để làm gì để sinh viên có đi hỏi gì khác. Hoặc là nếu không thì bảo là thôi để đến mai. Hẹn lại đi, cái vụ này anh học lâu rồi quên bém rồi. Để mai anh trả lại, nói chuyện với mày. Và mỗi một lần như vậy thì anh mới được trả tiền. Chúng tôi coi như mỗi một lần như vậy thì cái ông mentor được trả tiền, chúng tôi tính là $1 một session là 10 phút. Quy ra cũng được 1 giờ dạy 90 phút thì cũng được là độ 200 ngàn. Nhưng mà một lúc ông có thể mentor 3-4 ông ấy chứ không phải một. Nhưng mà những ông mà được sinh viên yêu thích ấy là cũng kiếm được khá khá. Thì là thực tế là có những ông kiếm được 20 triệu một tháng chỉ ngồi trả lời câu hỏi cho sinh viên. Thì cái này, tất cả những cái session này thực ra bản thân trong quá trình mà khi mà lưu lại thì cái này nó cũng là một cơ sở dữ liệu rất là quý. Bây giờ chúng tôi có gần 100.000 cái session như thế này rồi. Và các thầy có thể hình dung xem là chúng ta có 100.000 cái cuộc trao đổi giữa sinh viên và mentor. Ngoài ra thì nó có một lợi ích nữa là không phải là chỉ kiến thức mà không làm quen với nhau. Bởi vì mình không kiểm soát cái việc là nói chuyện gì, đâm ra thực ra có rất nhiều cái mối quan hệ phát sinh giữa mentor và sinh viên. Thì có một số mentor chẳng hạn thấy ông sinh viên này hay quá và thôi, mày sang chỗ anh mình đi làm luôn, đi học luôn gì. Có một số mentor sinh viên thì lại là đang làm ở một lĩnh vực khác thì hỏi mentor không được. Thì ví dụ như tôi vừa rồi xong, vừa rồi có một trường hợp là sinh viên là giám đốc kinh doanh của một công ty rất lớn ở trong miền Nam, nhưng đi học công nghệ thông tin để gọi là chuyển đổi số doanh nghiệp của mình. Thì ông học xong hỏi mentor ngồi xong bảo mentor là thôi, hay là thầy làm luôn cho bọn em. Em công ty thì em đang cần chuyển đổi số, thầy dạy nãy rồi. Thế là ông đây, ông mentor đấy tự nhiên với được hợp đồng rất là to, mấy trăm triệu. Tức là cái quá trình cái cầu trao đổi giữa mentor và sinh viên nó đi ra ngoài cái phạm vi của, và đây cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của ông nói cái trải nghiệm này, làm thế nào để cho sinh viên có những trải nghiệm trao đổi với chuyên gia trong ngành từ rất sớm. Rồi còn đây một cái vai trò thứ hai là vai trò gọi là dỗ. Tức là học lúc là chán, tự học có một điểm rất dở là rất trong chán. Lúc đầu thì rất là nhiệt tình, trước khi tự học xong thì khi mà đăng ký nộp tiền thì hôm nào cũng rất đau hứng, nhưng độ tuần sau là chán. Thì luôn luôn có những người gọi là chúng tôi gọi là Hana, tức là những cái bạn đa phần là nữ, các bạn ấy rất kiên trì. Với mấy phẩm chất, một là kiên trì, hai là làm bạn với sinh viên không gây sức ép. Tức là không hỏi là mày đã làm chưa học chưa, mà luôn luôn chia sẻ thôi, anh có bị làm sao, anh làm sao, vấn đề gì cả. Thì nó có hẳn một cái quy trình để cái Hana này theo dõi, thì chúng tôi chia học ra theo một số theo một số thời gian, nó mốc thời gian, ví dụ như là 4 tuần, 8 tuần, 12 tuần. Bây giờ thì hiện tại năm 2019 chúng tôi đã bắt đầu chia nhỏ hơn nữa, tức là 2 tuần 1.
thì chúng tôi cho rằng trong vòng 2 tuần thì các em phải đạt được một số điểm, chúng tôi gọi là điểm XP là experience, thì cái tỷ lệ là các em phải đạt được. Nếu mà trong 2 tuần mà các em chưa đạt được cái điểm đấy thì như vậy là cái cô Hana này cô sẽ gọi điện lấy điện thoại luôn, trao đổi không sao không, vấn đề là như thế nào, thì tìm ra vấn đề xong thì giải. Nhưng mà đầu tiên phải tìm rõ vấn đề đã. Thì có thể nói rằng bây giờ tỷ lệ gọi là theo học ở bên chỗ Phoenix vẫn không cao, tức là nhưng mà mình nhìn thấy cũng chỉ loanh quanh chỗ đến hết ý, là chỉ độ 20-25%, tức là học đến hết. Chúng tôi muốn đạt mức này khoảng độ 30-40% thì nó mới hiệu quả về mặt kinh tế. Chứ còn nếu cái tỷ lệ bỏ này thì mình không hiệu quả, bởi vì là mình rất mất công tuyển sinh viên ở giữa trường, nó bỏ mất thì coi như là mình sẽ kinh tế sẽ bị thiệt. Thì nâng cái này lên. Nhưng mà chúng tôi có một cái điểm mà khi này tôi trình bày cái bài này ở bên trường đại học Lumit ở bên Úc ấy, thì họ phải nói rằng chúng tôi biết chính xác là sinh viên tại sao bỏ, mà rất nhiều những cái lý do, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thống kê được hơn 100 những cái lý do, rất nhiều lý do mà rất là personal, tức là rất cá nhân, chứ không phải là mình chán. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình là chán, nhưng có thể là bố mẹ không cho, hoặc là nhà có việc gì đó, là sau đó mất cái thói quen ấy. Chúng ta cứ thử được tập thể dục, chúng ta hiểu anh cứ tập thể dục một lúc mà giữa trường ba vô rôm không tập nữa là bỏ luôn, thì những cái đoạn mà có cái người mà đi theo như thế này sẽ dẫn làm cho người ta giữ người ta lại. Thì theo dõi cái này, chúng tôi theo dõi là rất là từng học sinh bỏ, biết chính xác nhà này, thậm chí họ hàng ở đâu, quê gia đình thì tiểu sử thế nào, gia đình giống trước thì có cái thầy bên trường sư phạm, tức là đại học giáo dục bên đại học quốc gia sang thăm để cho xem hồ sơ đấy, bảo cũng không ngờ là có cái trường mà lại theo dõi sinh viên kỹ đến mức như này. Mà có em thì ngày nào chẳng nói chuyện với sinh viên biết hết, mà có cái gì nó cũng tâm sự, lấy vợ lấy chồng rồi là bồ đá rồi là đủ các loại cả. Thế nhưng mà thế này, nhưng mà tìm ra vấn đề giải nó còn cũng không phải dễ. Hồi đó thì chúng tôi mới chia sinh các loại học viên ra trong quá trình như vậy là bốn, một mặt là học lực và hai chiều đấy, một ngày tôi thấy một chiều là học lực và hai chiều là động lực. Đây là chiều là học lực, là động lực. Tất nhiên là chỗ này là tốt nhất. Cái ông nào mà vừa có động lực lớn và vừa có trình độ cao ấy, thì chúng tôi khuyến khích các ông ấy học nhanh, đừng có dây dưa. Thì thực tế là một kỳ mà mình đang dự kiến là độ 6-8 thì có những em ấy thì học tháng xong. Một môn là mình dự kiến là 6 tuần thì các em học thì 5 ngày xong. Thì phải xác định là những cái em mà như vậy, nó lại ở cái chỗ này này, thì chúng ta tìm cách là chúng ta em học nhanh, học lâu được cái gì, mất thời giờ. Thì tập trung đi. Thế còn những em ở chỗ đoạn dưới này, tức là vừa động lực thì tìm cách đẩy, thì học lực nó đấy thì mình đẩy sang là động lực này, để làm sao thì để có những cái, nếu mà các em là có học được nhưng mà nó chậm thì chúng tôi sẵn sàng ra hạn. Vì thực sự là cái này là mình để các em tự học, mà năng lực tự học thì nó rất khác nhau, có người học rất nhanh, có người học rất lâu. Tôi thì hay lấy ví dụ cho các em biết là một bài hát chẳng hạn, có vừa nghe các ông thuộc ngay, có những ông như tôi mà học thì chắc là mấy tiếng đồng hồ mình vẫn không buồn. Thế thì về tự học cũng không đến em nha, chúng ta đặt ra một cái thời gian như vậy, nhưng mà chúng ta không để cho nó cố gắng, chứ không nhất thiết là nếu hết thời gian này chúng ta làm ra, nếu các em thực sự vẫn muốn học. Thì như thế này, con em nào có động học lực gọi như là động lực mà lại có năng lực cao mà không có động lực ấy, thì phải tìm rõ được cái khó khăn là gì. Của em ví dụ như các em có thể thiếu máy tính, các em rất đem rất đơn giản, nhà không có máy tính, nó toàn phải ra quán học. Ra quán học thì nó không hạn chế gian, thì mình sẽ tìm cách cho em vay tiền, chúng tôi lập cái quỹ để cho em vay tiền để các em mua, sau này các em đi ăn làm các em trả lại. Đấy, thì với bằng cách như thế này thì nó sẽ có một luôn có một đoạn học sinh là nó bế tắc, tức là thậm chí của mình còn không liên lạc được. Thì cái loại D không thì chúng tôi bốn loại này là mình biết cách làm ra, còn loại gọi như là chúng tôi gọi là học sinh thì chơi được thì phải gọi là hỗ trợ rồi anh em, cứ mỗi trường hợp như vậy là hàng tuần học rồi năm nay chúng ta có bao nhiêu cái ông rơi vào cái tình trạng đấy không này, thì bây giờ làm gì. Thì thực ra trong quá trình nói chuyện và tìm hiểu kỹ ra ấy, thì rất nhiều trường hợp chúng tôi cứu được các bạn ấy. Thì như Hana này thì thực sự sau thành những người bạn sinh viên và các bạn sinh viên, thì đây tôi ví dụ là một cái thì bạn sinh viên bạn viết một cái thiệp để bạn cảm ơn các bạn Nana, không phải cô giáo, chỉ người là tâm sự đấy, là cảm ơn người hỗ trợ mình là Hana Hoàng Phương Thảo đã giúp mình vượt qua kỳ học đầu tiên đấy. Bạn này thì bạn lớn tuổi.
Thì để mà cái tool, tức là cái nói là cái tool để áp dụng thì đấy thì sử dụng chúng tôi sử dụng cái learning management system thì chúng dùng cái OpenEdit để có sẵn. Thì làm xem video test rồi là quiz rồi là progress test rồi là lab. Thì là những cái dữ lab thì trên sẵn thì cũng dùng code Academy và free code camp thì hiện tại thì đang cùng với FTT sắp hay là một cái gọi là cái tool để là anh em xong thực hành, tức là thực hành tức là cái giờ để các em sang đấy để thực hành. Nhưng mà thực ra trên mạng có rất nhiều tổng đài mentoring thì chúng tôi dùng Facebook thôi, Facebook Messenger, assignment thì dùng Google Doc, tức là nộp bài thì dùng Google Doc rất thuận lợi, form viết có sẵn hết. Thế còn cái thi thì tất cả bên Phoenix là thi vẫn đắt, 100% thi vẫn đắt. Đâm ra là cái này là giải quyết vấn đề quan trọng nhất của online là rất không biết được ông sinh viên là ai. Nếu mà chúng ta thi mà theo kiểu check 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 này thì khả năng nó chít là rất là lớn. Thì vấn đáp là các ông ấy chịu chết. Thì khi vấn đáp là ông không biết là ai sẽ hỏi. Mà các thầy thì hỏi, các thầy hoàn toàn có quyền hỏi ngoài cái phạm vi để kiểm tra xem có phải là ông hay không. À, cái này dùng Skype thôi rất là đơn giản. Tức là sẽ có người hỏi cũng là mentor, sinh viên và một đại diện của nhà trường nữa. Và đặc biệt là dùng rất nhiều các Facebook group là để tạo các nhóm. Mỗi một lớp là tạo một group để em trao đổi và tự học với nhau. Trên cái đấy các em chia sẻ kinh nghiệm là thực ra thế này qua thế này. Như vậy là các bạn, mọi người nhìn thấy là toàn bộ cái tool thì có sẵn hết. Không phải chi một bất cứ một chi phí nào cho tool. Tất nhiên phải duy trì nó thì thuê server rồi các loại thì toàn nó được mạng nó chết thì nó vẫn chết. Nhưng về cơ bản là chúng ta không cần phải đầu tư. Hiện tại thì chúng tôi đang phát triển thêm thì cái phần tâm tool mentoring này. Thì mình muốn phân tích thì đánh giá, chúng tôi cho rằng là dựa vào các câu hỏi của sinh viên là hoàn toàn là đánh giá được năng lực, không cần phải đợi đến lúc thi. Nếu mà chúng ta biết là cách nó hỏi, nó trả lời trả thầy như thế nào, chúng ta mỗi một buổi đấy là một buổi thi đấy. Cách mà nó hỏi với lại trao đổi với thầy mà mình đánh giá được cái đó thì về cơ bản là sau này mình cho các bạn không cần phải thi. Bởi vì chúng tôi cho rằng là cái đánh giá quá trình mới quan trọng. Thì hiện tại cách mà Phoenix đang đánh giá quá trình thì là đặt câu hỏi, tức là đấy là câu hỏi. Cái thứ hai là bài quiz thì nó rất là simple, rất là đơn giản. Nhưng có cái này, tất cả các bài tập là đều được làm và sau đó là phải trao đổi lại cái mentor chứ không phải nộp cái xong. Đấy, sinh viên có quyền mentor được chấm điểm xong phải gọi điện lại sinh viên để trao đổi tại sao mình cho mày 5 điểm hay là 6 điểm. Sinh viên có quyền là tại sao mình chưa có quyền yêu cầu mentor khác chấm lại. Thì cái quá trình đấy tôi nghĩ rằng làm cho các em ấy quay lại mục tiêu ban đầu của Phoenix là làm cho các em làm quen với mentor chứ không phải là mục tiêu, không phải đánh giá đâu, mà các em làm quen cái việc mà sau này các em làm việc với cấp trên là một cách bình đẳng chứ không phải là cứ lo lắng sợ hãi gì cả. Các thầy cũng có thể sai cũng sao cả. Lúc thi thì thi vẫn đáp, tôi nói xong rồi đấy. Như vậy là còn hiện tại thì là chương trình thì chia làm 8 tín chỉ và có 120 tín chỉ. Đại học phí thì người ta để là 10 triệu, đại khái thì cũng để đại khái thế. Cũng chưa biết nó là đúng hay sai. Cho đến giờ vẫn lỗ chồng vó. Không lỗ đâu, thì hiện tại thì sao sao nếu nói cái giá này, bởi vì là mình cũng đang phát triển một cái chương trình mà đi vào cái trường đại học. Thì đầu tiên là tôi nghĩ là toàn bộ một cái degree. Nhưng sau đó khi làm việc một số trường ý, thì tôi nghĩ rằng là các trường có thể dùng một vài môn học theo kiểu này. Đấy, thì chúng tôi đang thuyết phục một số trường là như vậy là trong một số môn tại sao không để cho các em học theo kiểu này, là các em tự học và có mentor, các em nói chuyện với lại mình các chuyên gia bên ngoài. Thì đặc biệt là những cái môn mà nó rất mới thì chúng tôi có bốn môn rất là mới là môn blockchain, data science, machine learning với lại gọi là automotive programming. Thì những môn đấy kiếm thầy khó. Mình muốn dạy cái vậy gọi thì cách này là cách là các trường có thể nhanh chóng làm cái môn mới bằng cách để các em ấy học ở trên mạng và trực tiếp hỏi những cái người chuyên gia. Bởi vì những môn này nếu có chuyên gia thì họ đều rất đợi, họ có thể bỏ 10 phút để họ trả lời, nhưng mà họ chuẩn bị giáo trình để lên lớp thì họ không có thời gian để họ chuẩn bị. Thì chúng tôi đang, bởi vì nếu học phí ở đây thì thực sự là nếu khi mà làm việc với các trường, ví dụ trường Thăng Long hoặc là chúng tôi hiện tại làm đại học quốc gia với đại học sư phạm Thủ Đức ấy, thì về cơ bản là theo học phí của các trường. Thì mục tiêu là muốn các em trải nghiệm một cái cách học khác.
đối với Sonic cũng rất cần để xem cái thử nghiệm của mình nó đúng hay không đúng. Càng nhiều người học thì mình biết là mình chính xác hay không. Còn số lượng sinh viên của Sonic bây giờ tổng cộng accumulate là khoảng độ gần 4.000, nhưng mà hiện tại nó đang học ở chỗ nó còn 1.600 em thôi. Thì tôi cho rằng là chưa đủ để mà thống kê. Nếu bạn tôi thấy đang đặt con số khoảng 10.000 em học cùng lúc ấy, thì lúc đấy thì cái con số thống kê những cái tỷ lệ phần trăm hoàn thành và tiếp rồi là những con số kia thì nó mới có lý về mặt gọi là khoa học một chút. Thế đấy thì tóm tắt lại các hoạt động dạy học ở đây thì các thầy cô sẽ nhìn thấy rằng là và tôi được tóm tắt lại tất cả những cái dữ liệu này, có giáo trình này, có mentor này, các hỏi thi này, dỗ này, coaching tức là những cái ông ấy yêu cầu là tức là hỏi không đủ thì ông ấy bảo là bây giờ em cần thầy 2 tiếng đồng hồ luôn hoặc là thậm chí offline hẹn ra một chỗ. Cũng còn chúng tôi có dịch vụ đấy và cung cấp dịch vụ này là toàn cầu đấy, và các vị sinh viên của mình cũng ở trên rất nhiều nước đấy. Và cuối cùng là cái dịch vụ là xây dựng community, tức là xây dựng cộng đồng. Thì tất cả những việc này thì trong tổ chức của trường nó như thế này, nó có nhóm gọi là quản trị thì tôi tính là đấy, nhóm phát triển chương trình, nhóm tham xây dựng cộng đồng mentor, nhóm đánh giá và nhóm HANA. Còn tất cả là IT thì chủ yếu là làm sao cho hoạt động chạy được, chưa phát triển dùng cái gì tung gì mới cả. Thế mọi người nhìn thấy là cái trường này thì nó không giống lắm bởi vì cái trường truyền thông nó không có những cái actor truyền thông. Nhưng mà cũng là một cái hôm nay cũng chia sẻ với anh Tùng, đề nghị chia sẻ với cái trường thì có mấy cái điểm như sau là gần đây gần 4 năm thì tôi thấy rằng là cái mô hình này nó rất phù hợp cho những em nào mà nó có cái động cơ học tập rõ ràng. Đấy, ví dụ là thì các em thấy rất có lợi, các em mới vào để mà học xong em quen được bao nhiêu các anh thế mà nhìn thấy ngay, tức là trong lớp là nhìn thấy những đứa nó tích cực, tức là nó lợi ích vô cùng. Mình cứ bảo hồi xưa mà mình được học cái như thế này thì mình thích quá. Đấy, thì còn cái điểm mà chưa được, tức là những cái bạn ấy bạn không quen, là cái việc là tự học thì mình vẫn chưa cách nào để mà bạn bắt bạn vào nhịp được. Thì có thể bên chúng tôi đang nghĩ chuyện là phải mở một số cái offline, tức là để dành cho các bạn đấy thì có mentor đến tận nơi. Tức là các bạn chỉ dìu trong một thời gian thôi, nó kiểu như mình dìu đi xe đạp ấy, sau đó thì phải buông ra. Nhưng mà phải đến tận nơi, tức là các ông phải đến, những cái ông như vậy phải đến một số chỗ nào đó để học. Thì trong quá trình dạy thì chúng tôi phát hiện một điều nữa, thì trong hơn mấy ngàn sinh viên của Unix thì có độ gần 200 em là học sinh phổ thông. Em tự nhận đăng ký học thôi thì hóa ra là cái phù hợp này rất phù hợp với các em học sinh. Các em học sinh phổ thông thì thực ra là năng lực tự học tốt hơn hẳn, là các ông đã lớn rồi. Thì chúng tôi cũng đang định triển khai cái chương trình này xuống học sinh phổ thông, tức là chương trình gọi là học sinh phổ thông học đại học. Là nếu mà sau này các em học đại học, vào đại học KPT thì em sẽ được trừ những cái môn đã học. Thì chương trình đấy mới triển khai được hơn năm thì phải nói báo cáo với cô là kết quả không ngờ là mình đã tuyển được 2 em. Tức là em học lớp 11 tôi mà các em đã làm tốt, tức là chúng tôi tuyển luôn. Là thôi các em khỏi phải học. Thì nhưng mà các em chưa đủ tuổi lao động nên đành phải ký hợp đồng với bố mẹ. Các em đang làm việc cho Phoenix, đã làm chương trình rồi làm tool, làm tất cả các em. Phải nói là cái đấy cái cơ hội này tôi nghĩ là cũng cơ hội rất lớn để mà đưa cái chương trình này xuống. Ngoài ra đấy nhưng lúc nãy nói cũng rất mong muốn là mời các trường chúng ta ở đây, nếu mà các trường này có mong muốn là tham gia làm cái chương trình này thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Là cái này cũng triển khai nhanh lắm, các thầy thì chọn 1-2 môn để bảo rằng là chuyển sang nước đây thì độ tuần sau thì mình có thể triển khai được. Đấy, đặc biệt là những cái môn mà nó mới như tôi nói, data science, machine learning là những môn bây giờ cực kỳ khó kiếm và giáo viên. Thì cái cách này là để các em ấy học, hoặc là chúng ta bắt mandatory hoặc là cho các em một cái lựa chọn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thì hôm vừa rồi thì tôi cũng triển khai một cái chương trình ở trong cái trường sư phạm kỹ thuật Thủ Đức để mà biến cái ngành kỹ thuật ô tô, ngành kỹ thuật ô tô ấy, là một ngành trước đến đây học xong thì các em ấy chỉ đi làm gara, mặc dù tuyển sinh rất tốt. Nhưng mà vì sao nó làm gara thì cũng không cần đến kỹ sư. Nhưng mà thực ra là mình không có nhà máy ô tô, không có đâm ra là cũng không biết làm đâu cả. Thì chúng tôi chuyển đổi các em nó gọi là sang cái ngành gọi là automotive programming. Thực ra cái ô tô bây giờ giống như máy tính. Thì nếu các em mà học ô tô mà biết lập trình thì các em sẽ có cơ hội làm việc. Nói chung là không giới hạn.
mà tốt hơn hẳn là các em chỉ biết lập trình không, thì đang triển khai với bên trường đại học sư phạm Thủ Đức cái môn gọi là automotive programming, tức là kỹ sư ô tô nhưng lại biết lập trình, sẽ làm lập trình chứ không phải làm ô tô. Thì đấy là những cái tương lai sẽ dự kiến Thủ Đức sẽ phát triển. Thì cũng là hôm nay nhân dịp là các thầy các cô ở đây thì chia sẻ những cái kinh nghiệm mà bên chỗ Phụ Nix đã triển khai, và cũng xin hứa là sẽ báo cáo thường xuyên xem kết quả thử nghiệm nó đến đâu. Thì nếu mà được thì cũng rất mong muốn là thầy Nhĩ gọi như là báo cáo lên bộ để công nhận cái mô hình như thế này, vì nếu mà mô hình này mà nó thành công ấy thì cái độ mà gọi là nhân của nó dễ nhân, học môn gì cũng rất dễ, bao nhiêu sinh viên cũng giải được hết mà ở đâu cũng được. Rồi, xin cảm ơn các thầy ạ.